Ezetsen, vâng, với chi tiêu khoảng trên 27 triệu. Vâng, chúng ta lại có một cây đàn màu ghi, vâng, gọi là ghi nhưng mà có ánh của rượu vang một chút. Vâng, cái màu này thì nó như kiểu màu gỗ óc chó đậm ấy. Đấy, óc chó mà cái loại mà nó rất là tốt ấy, nó đậm lên. Vâng. Chúng ta thấy cái chữ Ezetsen. Cái giá nhạc mà còn để được như này chứ là cái bản lề còn rất mới các bạn nhé, rất mới. Đấy. Đây cái nắp đẹp. Và chúng ta cùng nghe một bản nhạc. Và thú thật là tự nhiên có một cái không khí của sắp đến Trung thu nên là Hiếu thích chơi một vài bài dành cho các bạn thiếu nhi và các em mẫu giáo. Và vì có thể nói là bản thân chúng ta cũng hướng tới các chương trình này, cũng hướng tới dành cho các em rất nhiều, mặc dù là các phụ huynh xem hoặc là các anh chị xem, nhưng mà chúng ta hầu hết đại đa số là mua đàn cho con em chúng ta tập học. Thế nên rằng là chúng ta hãy hướng đến các em nhân dịp Trung thu này, đúng không ạ? Vâng. Trường chúng cháu là trường mầm non. Vâng, Hiếu chơi có lẽ cũng chưa được hay lắm, nhưng mà Hiếu thấy rằng là cái câu chuyện của âm thanh của cây đàn vang lên hết sức trong trẻo và hết sức đẹp. Và Hiếu nghĩ rằng là chơi rất nhiều tác phẩm sẽ đều hay, chứ không chỉ là chơi các bản nhạc dành cho các em. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nghe từng phím một của cây đàn. Chắc chắn vô cùng dễ kiểm soát và thể hiện cảm xúc rất là gần gũi với người chơi. Và đó là những gì mà Hiếu vừa cảm nhận về cây đàn này. Bây giờ chúng ta cùng xem phần phía dưới của cây đàn. Và các bạn nhìn cái bê đan đó, và cái bê đan này có cả cái phần bảo vệ để chúng ta khi chân chúng ta đạp vào đây nó sẽ không bị xây xước cái chỗ này, và cái lỗ này nó được bảo vệ được cách tốt, không bị sau này nó bị rỗng rỗng ra đấy. Rồi, rồi các bạn xem. Wow, đây các cái đầu dây hoàn toàn không bị gì đấy, vẫn còn cả cái miếng dạ chặn ở đầu dây. Chúng ta có con ngựa rất là sạch và chắc khỏe, đúng không các bạn? Đấy, đấy.
có thể nói rằng là bên Hiếu làm việc hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, với từng milimét vuông đều được chăm sóc rất cẩn thận. Và Hiếu muốn điều đó, và Hiếu muốn ngày một tốt hơn cái điều đó, và để mang đến cho các bạn những cây đàn mà chúng ta chỉ có bảo trì mà không bao giờ phải nghĩ đến bảo hành cả. Đó, đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp các bạn, một cái chân cong vuông và một cái kiểu cũng khác biệt một chút. Và cái màu này thì Hiếu nghĩ rằng là nếu mà đặt vào nhà bạn nào đó mà có nội thất màu gỗ đậm thì rất là hợp. Và bản lề trên vô cùng đẹp đây. Đấy, họ làm một cái cạnh hơi bo đi một chút. Đấy, cái chân này cũng đủ để chúng ta thấy điệu đà, và đủ để thấy cảm nhận thấy một cái sự nghệ thuật, đúng không ạ? Vâng, 5 cột trống của một sao bót với 2 hộp cộng hưởng phụ. Vâng, đó, 2 hộp cộng hưởng phụ, 5 cột trống và cái sao bót này rất là đẹp như thế này. Vâng, rất đẹp. Đó, tôi nghĩ rằng là không có gì để chê ở cái sao bót này cả. Cái tay sách mà như này thì vô cùng chắc các bạn. Đấy, và bên Hiếu thì có thể là vận chuyển cho các bạn là trên gần như là các địa hình khó nhất. Rất nhiều người mà khi vận chuyển đàn ấy, họ đều phải công nhận là những ca rất là khó thì có khi lại nhờ bên Hiếu chuyển hộ. Bởi vì là bên mình ấy, anh em làm đều là rất kinh nghiệm rồi. Không cần cái sức khỏe của con người mà chúng ta cần cái mẹo và cái nói vui là cái mưu. Đấy, để mà chúng ta làm được. Đây, các bạn thấy đây. Đấy. Vâng, các chốt pin rất là tốt. Vâng, rất tốt. Đây. Đó. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Chốt pin này thì chắc chắn là A rồi. Hiểu thì đã sẽ để xem các bạn xem cái đánh giá đây. Cái đầu búa rất là chặt như thế này. À, chúng ta cũng xem luôn một cái đầu búa này. Đấy, các bạn thấy bạn đầy đầu búa này. Đấy. Rất là tròn như thế này. Đây, đấy, đây, đấy, các bạn nhìn luôn vài cái. Điều thấy rất là tròn nha, đúng không ạ? Chúng ta xem tiếp phần búa bên này. Đấy. Đây. À. Tiếp theo là da dạ lò xo dây co. Vâng. Đây, cái lò xo nó còn ánh lên. Rất là tuyệt vời. Ồ. Chắc chắn action này Hiếu nghĩ là cũng phải là A nếu theo Hiếu đánh giá. Không biết là bên Hiệp hội Biên Nhật họ đánh giá thế nào. Vâng, rất đúng với cảm nhận của Hiếu. Body B, key B cộng, pin A, action A và sao bót A. Vâng, body B, key B cộng, pin A, action A và sao bót A. Vâng, như thế này là chúng ta dùng vô cùng yên tâm rồi. Một cây đàn mà chúng ta nói vui là nó chỉ 20 mấy triệu thôi, nhưng chúng ta được sử dụng nó, được có thêm một người bạn tâm tình để con em chúng ta có thể được học tập nữa. Và xuyên suốt cả một quá trình cuộc sống, Hiếu nghĩ rằng là vài chục năm nữa và chúng ta nói vui, các bạn sẽ chia nhỏ ra sẽ thấy rằng nó chẳng đáng bao tiền cả. Mình có một anh quen thôi, tình cờ trên mạng rồi anh ấy làm kiến trúc sư. Thế là anh ấy đến mua đàn và anh ấy nhìn vào tất cả linh kiện này. Và tất cả những cái của cả cái đàn anh bảo ô, hóa ra là mỗi một cái linh kiện này chưa đến 1.000 đồng, chưa đến 1.000 đồng. Và vì nó được lắp ráp từ rất nhiều linh kiện như thế này. Và Hiếu nghĩ rằng là nó là một cơ hội tốt để người Việt Nam chúng ta tiếp cận với âm nhạc, tiếp cận với nền âm nhạc Bác học nói chung, với cái một cái nhạc cụ mà có một giải âm rất là rộng và có một cái sức thể hiện về âm nhạc rất là tốt. Đó là piano. Vâng, Music Live, pianoart.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ trước đây, đã ủng hộ hiện nay và sẽ ủng hộ tiếp theo sau này rất nhiều. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.